Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép cập nhật cho anh chị về chiếc xe Toyota Corolla Cross giá bán ở thời điểm hiện tại. Và hiện tại thì em đang còn một vài mã, một vài phiên bản, một vài màu của chiếc xe Toyota Cross có thể giao được trước Tết. Thì chiếc xe này thì bên em đang phân phối ở thị trường Việt Nam 13 phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đối với phiên bản 1.8G thì có giá niêm yết là 760 triệu và hiện tại bên em giảm là 10 triệu tiền mặt cho phiên bản này và đăng ký xong xuôi ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ rơi vào khoảng là 830. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản xăng cao cấp, phiên bản V thì có giá niêm yết là 860 và hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 5 triệu tiền mặt và đăng ký xong nó sẽ rơi vào khoảng 946 triệu. Có phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 955 và hiện tại thì nếu mà anh chị lấy phiên bản này đăng ký xong xuôi nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 056 triệu. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về cái giá bán của chiếc xe Toyota Cross thời điểm hiện tại và trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8V màu xanh xám và có nội thất là màu nâu đỏ. Thì xe thì có rất nhiều tùy chọn về màu sắc bên ngoài như là trắng, đen, đỏ, bạc, xanh xám cũng như là có màu bạc, màu nâu và hiện tại thì em đang còn sẵn một vài màu. Không biết anh chị đang quan tâm đến màu gì thì cứ alo cho em để em kiểm tra lại kho. Còn ở phía xe của Toyota Cross thì phiên bản V này được trang bị là cụm đèn full LED rồi này, được trang bị là logo dạng 3D, có phụ xe kẹt chức năng là Toyota Safety Sense ở phía sau, có camera 60, cảm biến trước và la răng lớn, la răng 18 inch và có dạng phay xước dùng lốp mít anh chị ạ. Gương thì được dùng là gương có phiên bản này thì có chống gọi là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phương tiện cảnh báo đèn mù, có gập mở tự động này, cửa thì có mở cửa chạm vân tay thông minh. Ở phần đuôi xe thì được trang bị là cụm đèn full LED, được kết hợp với 4 cái cảm biến sau. Và nếu anh chị quan tâm đến cái tiêu thụ nhiên liệu thì xe này được tiêu thụ chỉ có 7 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Như em có vừa giới thiệu thì chiếc xe này được trang bị là cái nội thất màu nâu đỏ thì trông nó cũng khá là sạch sẽ và thời trang. Còn xe phiên bản V và phiên bản HV sẽ được trang bị luôn cả cửa sổ trời và một vài cái tính năng khác từ cục mở gương tự động này, có điều chỉnh gập gương ghi lùi, có đèn pha tự động, đèn pha cốt thích ứng này, đây chị anh chị ạ, pha cốt thích ứng, chỉnh chiều cao đèn, có các cái cụm để điều khiển màn hình đa thông tin, các giữ khoảng cách này, giữ làn đường, giữ ga tự động, có các chế độ âm thanh, gạt mưa tự động, cũng như là màn hình có Apple CarPlay và Android Auto không dây. Và cái màn này thì nó rất là đẹp. Cái mã 60 của phiên bản V này được đánh giá là một trong những cái cam nét nhất của Toyota thời điểm hiện tại. Và cụm điều hòa thì sao? Cụm điều hòa thì được trang bị là điều hòa hai vùng tự động, có cả hàng dàn lạnh, có cả cửa sổ do hàng ghế thứ hai. Còn xe thì sẽ được trang bị là thêm một vài cái tính năng như là phanh thay đổi một chút, là phanh tay sẽ không còn ở đây nữa mà phanh tay mình sẽ chuyển xuống dưới phía bên chân trái của người lái. Vâng, và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross phiên bản V cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại trong thời điểm trước Tết. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.